Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này. Thấy sáng vào đi mừng tiếp, mừng đang tranh thủ mừng đang kiếm tiền để đi lấy thuốc. Người chồng bệnh rồi, người mỗi lần chồng đi tái khám cũng đâu có tiền đâu, phải kiếm tiền thêm. Hai chồng đi mượn ảnh mượn thì ngày cũng không có nhiêu tiền hết, người ta không kêu cũng phải đi lại năn nỉ, người ta kêu cho mượn đang kiếm tiền đang đi. Có khi mà lãnh mượn 2 ngày được 50 ngàn, người đang gom góp lại, người đang đi với bắt nhiều khi không mượn lội đi bắt ốc bắt hến đồ đang kiếm tiền thêm. Đang dành dụm, đang để dành đi, chứ thì đi thì đâu có tiền. Nắng chan chát trên đầu, nắng chói chang qua mắt trước mặt. Làm cỏ mướn, công việc với người bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng không dễ dàng gì. Thêm nữa, ung thư dưới tác dụng phụ khủng khiếp của những lần chôn quá chất đã làm hao mòn kiệt quệ sức khỏe của người phụ nữ này. Một khoảnh cỏ vườn nhỏ, chị Lãnh và phải làm trong 2 ngày mới hết cỏ, được người ta trả công 50.000 đồng. Tất cả dành dụm để đi điều trị bệnh. Nhưng với hoàn cảnh của chị, không phải lúc nào cũng có việc và làm việc nổi. Nỗi chua xót cho người phụ nữ lam lũ ngày nào. Không biết bao nhiêu nước mắt của người phụ nữ này chảy tràn vào tim với những tháng ngày qua. Giữa những cơn mệt, cơn đau, chị cảm thấy tim mình đau nhói. Khi căn bệnh ung thư hiểm nghèo gõ cửa cuộc đời chị, giữa bao bộn bề lo toan, khó khăn chồng chất, một căn nhà lành lặn ước mơ 20 năm chưa chế tới, người chồng quanh năm bị căn bệnh xuyễn hành hạ, con gái chỉ đang học lớp 4. Chị Trần Thị Bảy và anh Nguyễn Thanh Tùng là một trong 92 hộ nghèo trên địa bàn xã Tân Phong. Tuy nhiên đây lại là một hoàn cảnh, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt hơn. Ngoài họ không vườn đất ra thì bản thân chị Bảy lại mắc thêm một chứng bệnh ung thư. Thưa anh, thì hôm nay chương trình đến để mà thăm hoàn cảnh gia đình của mình. Thì cho em hỏi là hôm nay anh có đi làm hay không ạ? Rồi mình trong cái thời điểm này thì mình làm những cái công việc gì ha anh? Hôm nay có đi làm, nhưng mà ví dụ như ở vườn ta mướn, ví dụ như xúc gốc cây hoặc làm việc lạt vặt như là rong nhánh ngao rồi kéo trà, để nếu mà ai mướn công việc gì mà thấy cảm thấy mình còn sức khỏe làm được thì mình mấy cái chuyện mình cứ làm. Ở đây những cái công việc mà anh kể á, nó có thường xuyên không anh? Dạ cũng ít lắm cô, như ví dụ như tới mùa thì mấy chủ vườn coi như vườn đã lớn vậy thì người ta kêu được 5 ngày, 7 ngày. Còn những mấy cái chủ vườn nhỏ nhỏ thì ngày vài ngày hết công chuyện. Dạ. Rồi những ngày còn lại khi mà mình không có việc làm thì mình làm cái gì anh ạ? Dạ đi bắt ốc. Dạ. Một ngày anh bắt được mấy ký ốc rồi mình bán được nhiêu? Ốc lúc trước thì nhiều lắm cô, nhưng mà giờ quá trời người ta bắt không có, bắt bữa thì 3 ký mấy, mà bữa nào bắt giỏi nhất là 4 ký là nhiều nhất. Dạ. Rồi 4 ký đó mình bán được bao nhiêu? Thì lúc cái giá tiền nó có lúc đó thì nó cũng cao được mười mấy ngàn ký, có lúc 10 ngàn rồi 8 ngàn nó sụt lên xuống vậy, lúc mà mình không có công chuyện làm thì cũng 7-8 ngàn cũng phải đi. Dạ. Hồi nãy thì em được biết là anh là sức khỏe không được tốt á, rồi mình bệnh cái gì rồi mình có điều trị cho anh? Có bệnh lên cơn xỉn, đi theo thì phải cầm theo chai thuốc để xịt, chai thuốc đó là chai thuốc cấp cứu. Anh nói là mình đi làm mình phải có đem cái thuốc cấp cứu, rồi thuốc cấp cứu đó làm sao anh để đâu? Đã bỏ trong cái tên, cái bỏ trong cái bao bọc ni lông, rồi gói lại rồi cột, bỏ vô cái túi. Dạ, nhưng mà mình phải bỏ vô túi. Dạ, dạ. Lúc nào mệt là mình phải... Lúc mà cái này là mua mắc không anh? Dạ, 160.000 một chai. Dạ. Có phải bảo được bảo hiểm không? Bảo hiểm xịt không đủ, thì dù bảo hiểm mà cho được một tháng, nhưng một tháng mình xịt không đủ chai.
20 năm, thời gian này với một đời người có thể tạo nên cuộc sống mới, tạo nên vô vàn những sự đổi thay. Nhưng với anh chị Nguyễn Thanh Tùng, chị Trần Thị Bảy, họ vẫn lực bất tòng tâm với thời gian. Ròng rã nhiều năm trời, sống trên ghe đi chợ đất mướn, cuộc sống lên đên rày đây mai đó. Mơ ước một căn nhà lên bờ cho con được đi học, có cuộc sống tươi sáng hơn. 2 triệu đồng thời điểm năm 1996 là tất cả số tiền họ dành dụm được, mua miếng đất nhỏ của người quen, chiều ngang 3m, dài 6m, cất lên mái nhà lá, phát cuộc sống phiêu bạt. Căn nhà cứ dột nát tứ văn, gần 10 năm tích góp, căn nhà này mới lành lặn. Nhưng trống không, không bàn, không ghế, không tủ, không giường, chỉ để che nắng, để che mưa, che bớt sự vất vả của đôi vợ chồng nghèo này. Những tháng ngày lam lũ đã lấy đi của họ thứ tài sản quý nhất mà anh có được, sức khỏe. Anh Tùng bị suyễn bậc 3, chị Bảy bị ung thư tuyến giáp. Tước đi của họ ước mơ tốt đẹp về tương lai của các con. Cả đời làm thuê, làm mướn, cuộc sống bấp bênh. Khi phát hiện vợ mắc bệnh hiểm nghèo, rồi nhìn lại cảnh mái nhà trống trước, trống sau, vay mượn, khoảng thời gian này với anh Tùng, chị Bảy đang chạm đến tận cùng sự đau khổ. Mệt, nghĩ hoài luôn, cái tay nó nhức. Cái tay nhất là mình làm nhiều hay là do bệnh? Nó bệnh, nó dị căng ra đây. Rồi giờ móc hạch lên đây, cái bác sĩ móc giờ cái tay này sụi. Đây là cái tay này là do cái bệnh mình nó làm cho mình liệt từ trên đây tới đây. Mình trải qua mấy lần phẫu thuật rồi chị? Hai lần. Toàn là hỏi với mượn anh em, với hỏi ở ngoài vay, hỏi tiền tháng ở ngoài, giờ nợ chồng chất. Trong 4 năm như vậy đó, mình có ngưng điều trị lúc nào không? Hay là lúc nào cũng phải điều trị? Lúc bác sĩ nói ngưng là chết rồi, phải gắng cố gắng đặng hỏi tiền với mượn tiền đồ đại cỡ nào cũng chạy đặng cho sống ngày nào hay ngày nấy với con. Bị con quá nhỏ mà nó chưa mừng được nữa. Rồi thấy con tội nghiệp quá, rồi cái gán mà chạy hỏi, rồi biết không có hột gạo ăn rồi con, rồi ở sớm người ta thấy vậy người ta cho gạo ăn. Chị, con của chị á là mấy tuổi rồi, học lớp mấy rồi chị? Lớp nó 11 tuổi mà học lớp 4, tại vì nó bệnh, nó cũng bệnh dữ lắm, nó bị viêm dạ dày rồi nó nghỉ 1 năm điều trị. Rồi mấy giờ ổn định mới cho nó học, nó ở lại 1 năm. Làm lũi, làm lụng, và chị làm thuê, làm mướn cả đời, vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo khó. Xoay sở đủ cách, vẫn chưa thoát được nghèo. Và căn bệnh tật hiểm nghèo nghiệt ngã ập đến, cuộc sống của họ càng thêm khốn cùng. Gia đình của ông Nguyễn Văn Hùng, bà Quỳnh Thị Nghĩa ở ấp Hòa Long, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Chị em giống từ Nhân Ái ở xã Vĩnh Kim đến thăm gia đình, cũng có gửi chút đỉnh tiền. Cảm ơn. Cho nhóm tình thương Hương Sen, xã Đông Hòa, huyện Châu Thành. Tặng cho gia đình chú với... Cảm ơn. Gửi chú thuốc. Nhóm Nhân Ái mình trưng gửi cho gia đình 1.250.000 nha. Con Năm Tổ Hai mình Đức 100.000, Linh Hải 50, tiền điện thoại Minh Phước 100.000. Gửi bà thơ trị bệnh cho bà thơ. Thiện đại diện các xe mới chờ anh chị chợ Mỹ Tho gom góp được số tiền là 1.7 triệu gửi để trị bệnh ha. Gửi mẹ để trị bệnh. Cảm ơn. Chị Thảo ở dưới cảng gửi cho em 200, với Yến ở trên trận chị gửi 100, chị gửi cho em 200 để trị bệnh.
đại diện giống như ái trường xanh ta cho chú số tiền lo cho thím bệnh ha, cho mau hết bệnh chứ cho mau hết bệnh. Giống nhân ái cho chú số tiền 4,7 triệu đặng để trị bệnh cho thím. Cảm ơn. Có chút đỉnh tiền để gửi trị bệnh như có một phần quà. Nhóm đăng cá gửi cho mẹ số tiền 5 triệu để mẹ trị bệnh. Với gửi cho mẹ chơi vòng. Đại diện hội từ thiện thành phố Mỹ Tho gửi cho chú 1 triệu với gia đình bác sĩ Trầm 500 nha chú. Tôi đây là cái tổ từ thiện Hồng Lạc ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Tôi vận động được một số tiền là trên 5 triệu. Tôi xin thay mặt tổ từ thiện để trao cho anh để tiếp tục trị bệnh cho bà sĩ. Tôi đến đây cũng chia sẻ gia đình. Cơ sở Tài Phúc tăng cho người bệnh cái quạt. Đại diện nhóm nhân ái Chợ Gạo hỗ trợ cho gia đình chú một số tiền. Trong đó có nhóm Nguyễn Văn Thủ gửi 1,750 triệu. Nhóm nhân ái cũng có chút đỉnh để cho gia đình hôm nay chùa Minh đến thăm bệnh và quà chút đỉnh tiền để sử dụng. Đại diện cho gia đình của cô Nguyễn Thị Giang cấp trên Ngọc Lan đường Trần Nguyên Hãn để gửi cho hữu tình một số tiền để chữa bệnh. Chị em phụ nữ phường Hưng Long cũng có chút đỉnh để gửi cho chị trị bệnh. Thay mặt cho nhóm từ tâm chợ Mỹ Tho ha. Có chị em có đóng góp số tiền để gửi cho má con trị bệnh ha. Có anh chị em gần xa đó có gửi gia đình số tiền để lo thuốc cho mẹ nha con. Đại diện cho nhóm Phật tử chùa Phú Thới, dân của xã Phú Tân đến đây thăm hộ gia đình, trước thăm bệnh sau đến trao tặng phần quà cho gia đình để chị. Tôi cũng đại diện cho nhóm bạn Sen Đài gửi cho chị một chút tiền với Triều gửi cho 10 cái gạo với Thu Hạ thì xã Hòa Công gửi 10 cái gạo. Đây nhóm Thiện Tâm đến đây có số tiền để gửi gia đình trị bệnh. Chúc nhóm Thủy có chút món quà để gửi cho chú trị bệnh nè. Tôi đại diện cho nhóm Tình Thương do anh chị em gần xa đóng góp để hỗ trợ cho gia đình số tiền trị bệnh. Chúc lòng thành, chúc anh gia đình nhiều sức khỏe. Chị Sáu ở phường 6 nè, Trăm, chị Tiến phường 5 Trăm, chị Ba Trinh Trăm, chị Quang Trăm, Liên Trăm, chị An Trăm, chị Tư Chiếu 50 với chị Sáu Lan phường 6 50. Trong nhóm Tình Thương gửi tặng gia đình tiền trị bệnh. Nhóm Tình Thương chia sẻ với gia đình chị. Đại diện nhóm nhân ái Thái Sơn xin gửi đến gia đình số tiền là 2,4 triệu. Chúc cô. Đại diện tổ từ thiện Tâm Bình có chút đỉnh tiền gửi cho chị anh tỷ bệnh mau lành bệnh. Con đại diện cho tất cả nhà hảo tâm của chợ Ba Dầu, xã Long Tiên của cây lại có gửi cho gia đình mình chút đỉnh nặng vượt qua khó khăn lúc này. Thì đại diện nhóm Phật tử Tiền Sái Ngọc Tường em biếu tặng để trị bệnh. Gia đình tôi có góp chút tiền để lo thuốc cho gia đình chú. Đại diện cho nhóm thiện viên con có đóng góp được 3,60 triệu gửi cho gia đình gắng cố gắng trị bệnh nha chú. Chị đại diện cho bạn xem đài gửi em số tiền để trị bệnh. Đại diện cho hội bảo trợ bệnh nhân nghèo của tỉnh gửi cho gia đình anh số tiền để trị bệnh. Trên đây chị có chút đỉnh tiền gửi cho gia đình đi chị bệnh hào tẻ. Đại diện nhóm nhân ái xã Hành Thủy có chút đỉnh tiền gửi cho chú trị bệnh cho thím. Chút đỉnh 500 gửi với 10 cái gạo với Nguyễn Thị Phượng và con trai gửi 500. Đây ạ. Tiền ớt gửi cho chú 200 ha. Yến 200, Hoàng Vũ Hoàng Lâm 100, Yến Linh 100, chị Trong 100, chị Thu 100 trị bệnh ha. Này nhóm nhân ái ở xã Bình Nhất đóng góp cho chú này để trị bệnh cho bà là 4,780 triệu gạo cho để trị bệnh. Út bánh mì phần quà, chị Bảy Xíu 20 kg gạo với 100 ngàn, nhà máy Tám Sinh 10 kg gạo, Phan Phước Lộc 10 kg gạo, Phan Phước Tiến 10 kg gạo, Phan Hữu Hợp 200 ngàn với 20 kg gạo, Hiểu Nghi 10 kg gạo đứng tốt cho cậu ăn dạ. Giúp cho mẹ trị bệnh. Hàng trăm nhà hảo tâm đã đến chia sẻ với gia đình của ông Nguyễn Văn Hùng, bà Quỳnh Thị Nghĩa. Cho dù cuộc sống với bộn bề lo toan khiến cho người ta có thể chững chưng trước bất hạnh không phải của mình, thì chúng tôi vẫn tin ở đâu đó hay chính hình ảnh hôm nay thì tình người vẫn luôn ngời sáng,
cũng giúp những người cho đi được nhận lại món quà đáng quý hơn. Đó là ý nghĩa của bài học. Chia sẻ là nhân lên niềm hạnh phúc. Và cũng để hiểu rõ hơn giá trị đó, đem đến những hy vọng, niềm tin cho những hoàn cảnh còn đang chờ đợi. Tất cả là từ phép màu của tình yêu thương, trân trọng biết bao với tình thương người như thể thương thân. Thưa với gia đình của bà Quỳnh Thị Nghĩa và thưa với các nhà hảo tâm, và xin giới thiệu với gia đình thì hôm nay có đại diện của các ban ngành của Ủy ban nhân xã Bình Nhì, huyện Cờ Công Tây. An xin thay mặt các nhà hảo tâm đến đây hỗ trợ cái phần chi phí để cho bà Nghĩa trị bệnh, đó là trên 95 triệu 600 ngàn đồng và hơn 100 kg gạo cùng những phần quà khác. Thì chương trình xin trao cho gia đình để bà tiếp tục được điều trị. Xin chào cho gia đình. Cảm ơn đài truyền hình, cảm ơn bà con như là hậu tâm cho mẹ số tiền này mẹ trị bệnh. Cảm ơn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đài truyền hình là một cái nhịp cầu để mà kêu gọi những cái nhà hậu tâm đến đây cứu giúp gia đình. Thì tôi chân thành cảm ơn. Vinaphone hân hạnh tài trợ phát sóng chương trình này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.